Sáng ngày 4 tháng 10, Sư Minh Tuệ đã về Gia Lai. Mẹ Sư Minh Tuệ nấu cơm đợi thầy để cúng dường. Xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh Cuộc Du Hành, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức đời sống và xã hội. Thưa quý ông bà và anh chị em, sự trở về của Sư Minh Tuệ với gia đình tại Gia Lai là một sự kiện đặc biệt và đầy cảm xúc sau nhiều năm xa nhà để cống hiến cho con đường tu hành sự kiện này không chỉ là niềm vui của bản thân sư mà còn là khoảnh khắc được gia đình đặc biệt là mẹ của sư mong đợi trong suốt một thời gian dài đối với bà đây không chỉ là một cuộc hội ngộ đơn thuần mà còn là cơ hội để thể hiện tình yêu thương và sự chăm sóc mà bà đã chờ đợi nhiều năm qua mẹ của sư minh tuệ luôn trông đợi ngày con trai mình trở về với bà sự vắng mặt của sư trong nhiều năm không chỉ là khoảng trống về thể xác mà còn là nỗi nhớ về những bữa cơm gia đình những câu chuyện chia sẻ giữa mẹ và con dù biết rằng con trai mình đang theo đuổi một hành trình cao cả cống hiến cho phật pháp và xã hội bà vẫn không ngừng mong mỏi giây phút được nhìn thấy anh bước vào nhà được chuẩn bị cho anh một bữa ăn như bà đã từng làm khi sư còn nhỏ trước ngày sư minh tuệ trở về mẹ sư không giấu nổi niềm phấn khích Bà chuẩn bị mọi thứ với tất cả tâm huyết, từ việc dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại mọi thứ để tạo không gian ấm cúng nhất cho sự trở về của con trai, cho đến việc chọn lựa những món ăn mà bà biết sư yêu thích. Trong bếp, bà tỉ mỉ nấu nướng, chăm chút từng chi tiết nhỏ để bữa ăn trở nên hoàn hảo. Mỗi món ăn không chỉ là sự thể hiện của kỹ năng nấu nướng, mà còn là tình cảm sâu nặng mà bà muốn gửi gắm đến con trai mình sau nhiều năm xa cách sự phấn khởi của mẹ sư minh tuệ không chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị vật chất bà cũng chia sẻ những câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình chờ đợi con mình trở về bà kể về những kỷ niệm khi sư còn nhỏ về những lần bà chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình và luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi nhìn thấy sư thưởng thức các món ăn do bà nấu nhưng giờ đây sau nhiều năm bà không còn cơ hội thường xuyên được chăm sóc anh như trước khiến mỗi lần chuẩn bị bữa ăn cho con trai trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Trong những câu chuyện của bà, có những khoảnh khắc lắng động khi bà nói về nỗi nhớ nhung trong suốt thời gian sư minh tuệ xa nhà. Dù biết rằng con trai mình đã chọn con đường tu hành, một hành trình mang ý nghĩa lớn lao cho cuộc đời và cho cộng đồng, bà vẫn không thể tránh khỏi cảm giác thiếu vắng nỗi nhớ ấy không chỉ là sự trông đợi về mặt thời gian mà còn là niềm khao khát được chăm sóc cho con trai dù chỉ là những việc nhỏ nhặt như chuẩn bị một bữa ăn ngon. Sự trở về của sư Minh Tuệ không chỉ là niềm vui của riêng mẹ sư mà còn là niềm hạnh phúc của cả gia đình. Các thành viên trong gia đình đều háo hức chờ đón sư cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm và đặc biệt là những bữa cơm sum họp mà mọi người đã chờ đợi bấy lâu này sự hiện diện của sư trong gia đình mang lại cảm giác ấm áp đoàn viên và thêm một lần nữa nhắc nhở mọi người về giá trị của tình thân và sự gắn kết gia đình sự trở về của sư minh tuệ không chỉ là một sự kiện đơn thuần mà còn là dịp để mọi người trong gia đình cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu thương sự hy sinh và những giá trị tinh thần mà họ luôn trân trọng mẹ sư với tất cả tình yêu và sự kỳ vọng đã dồn hết tâm huyết vào việc chuẩn bị cho ngày trọng đại này như một cách để thể hiện lòng biết ơn và niềm tự hào về người con trai đã dành cuộc đời mình cho lý tưởng cao cả. Ngày 4 tháng 10 năm 2004 là một ngày đặc biệt đối với gia đình và cộng đồng địa phương khi Sư Minh Tuệ trở về Gia Lai sau 3 tháng tĩnh tâm tại Nhà Trang. Sự kiện này đã được trông đợi từ lâu và mọi người trong gia đình lẫn cộng đồng đều mong muốn thể hiện tình yêu thương và sự kính trọng sâu sắc đối với Sư một người tu hành mẫu mực và có nhiều đóng góp cho Phật pháp cũng như xã hội. Sự trở về của sư Minh Tuệ mang một ý nghĩa to lớn. Sau nhiều năm theo đuổi con đường tu hành và mới nhất là khoảng thời gian tĩnh tâm, mọi người đều hiểu rằng sự trở về này không chỉ đơn thuần là một chuyến thăm gia đình mà còn là dịp để ông kết nối lại với quê hương, với những người thân yêu và cộng đồng đã luôn dõi theo và ủng hộ sư. Gia đình của sư Minh Tuệ, đặc biệt là mẹ sư đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự trở về này. Từ sớm, bà đã nấu nướng, sắp xếp lại nhà cửa để đảm bảo rằng con trai mình sẽ cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương ngay từ giây phút đầu tiên bước chân về nhà. Không chỉ gia đình, mà cả cộng đồng địa phương cũng vô cùng phấn khích trước sự trở về của ông. Họ đã tổ chức một buổi chào đón đầy tình cảm và có tổ chức, thể hiện sự kính trọng đối với những giá trị mà Sư Minh Tuệ đã cống hiến cho xã hội. Từ những người lớn tuổi cho đến các em nhỏ, ai cũng mong muốn có mặt để chứng kiến và tham gia vào sự kiện này. Những lá cờ Phật giáo và những biểu ngữ chào mừng được treo dọc các con đường dẫn về ngôi nhà của gia đình sư. Cộng đồng không chỉ xem đây là một sự kiện mang tính tôn giáo mà còn là cơ hội để họ thể hiện lòng biết ơn đối với một người đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết và phát triển đời sống tâm linh tại địa phương. Sự kiện chào đón được tổ chức trang trọng nhưng cũng vô cùng gần gũi. Mọi người đã cùng nhau sắp xếp một không gian thân mật, nơi các thành viên trong cộng đồng có thể giao lưu và chia sẻ cùng sư Minh Tuệ. Những lời chúc mừng, những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày và cả những câu hỏi về hành trình tĩnh tâm tại Nha Trang đều được mọi người chia sẻ với nhau. Mỗi người đều mong muốn lắng nghe những lời khuyên và chia sẻ từ sư Minh Tuệ về cuộc sống, về đạo đức và con đường tu hành trong không khí ấm cúng ấy sư minh tuệ đã dành thời gian trò chuyện với từng người với sự khiêm nhường và từ bi sư lắng nghe chia sẻ và trao đi những lời khuyên chân thành sư không chỉ là một người tu hành mà còn là một người thầy tinh thần của nhiều người trong cộng đồng sự hiện diện của sư mang lại cảm giác an lành và bình yên cho những người xung quanh và đó chính là lý do tại sao sự trở về của sư lại được mong chờ và chào đón với tất cả tấm lòng như vậy Đối với gia đình, sự trở về của sư Minh Tuệ có lẽ là khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Sau nhiều tháng xa cách, gia đình cuối cùng cũng có dịp được đoàn tụ, cùng nhau chia sẻ những bữa ăn gia đình và lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống của nhau. Mẹ của sư Minh Tuệ đã chuẩn bị những món ăn mà bà biết rằng con trai mình yêu thích và niềm vui của bà không thể giấu nổi khi nhìn thấy con trai mình thưởng thức bữa ăn mà bà đã dày công chuẩn bị sự trở về của sư minh tuệ không chỉ là niềm vui của riêng gia đình mà còn là một sự kiện quan trọng đối với cả cộng đồng đây là dịp để mọi người cùng nhau tụ họp chia sẻ và cùng nhau tiếp tục con đường tu hành sống hướng thiện và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phật giáo sự đón tiếp nồng hậu này là minh chứng rõ ràng cho tình yêu thương và sự kính trọng mà mọi người dành cho sư minh tuệ và nó sẽ còn mãi in sâu trong ký ức của mọi người chính quyền địa phương và gia đình sư Minh Tuệ đã cùng nhau phối hợp một cách chặt chẽ để đảm bảo rằng môi trường thực hành của sư được diễn ra trong không khí yên bình, tôn trọng và tránh các tình huống hỗn loạn hay không cần thiết. Trải qua những sự kiện trước đây khi có một số lần người dân và Phật tử quá hào hứng dẫn đến tình trạng tụ tập đông đúc, lần này chính quyền và gia đình đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình tu hành của sư minh tuệ trước hết sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và gia đình sư minh tuệ thể hiện sự cam kết và tinh thần trách nhiệm đối với việc tôn trọng không gian tu hành của sư chính quyền hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của một môi trường yên tĩnh đối với một người tu hành như sư minh tuệ đồng thời họ cũng nhận thấy rằng việc quản lý các hoạt động tụ tập sự kiện liên quan đến các vị sư có ảnh hưởng lớn là vô cùng cần thiết để duy trì trật tự xã hội. Vì vậy, họ đã lên kế hoạch cụ thể, đảm bảo rằng quá trình thực hành của sư minh tuệ không bị gián đoạn bởi các hoạt động tụ tập quá mức. Một trong những biện pháp quan trọng là việc hạn chế số lượng người đến thăm hoặc tham dự các buổi lễ, khóa tu mà sư minh tuệ chủ trì. Điều này không chỉ giúp tránh tình trạng quá tải tại các điểm tu hành, mà còn đảm bảo rằng những người tham gia thực sự đến với tinh thần tu học không phải chỉ để tụ tập hoặc vì tò mò. Chính quyền đã triển khai các biện pháp như giới hạn số lượng người tham dự, yêu cầu đăng ký trước đối với các sự kiện lớn và tổ chức các buổi lễ nhỏ, nội bộ để đảm bảo tính trang nghiêm, yên tĩnh của môi trường tu hành. Gia đình sư Minh Tuệ cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc đảm bảo sự suôn sẻ cho quá trình này. Họ luôn nhắc nhở người thân bạn bè và những Phật tử gần gũi với gia đình về tầm quan trọng của việc tôn trọng không gian và thời gian của sư Minh Tuệ. Gia đình hiểu rõ rằng việc thực hành Phật pháp cần sự tập trung và tĩnh tâm nên họ luôn cố gắng giữ cho mọi thứ diễn ra trong khuôn khổ. Đặc biệt, mẹ của sư Minh Tuệ đã rất chú ý đến việc hạn chế sự viếng thăm quá đông người tại nhà riêng nhằm giữ cho không khí gia đình luôn yên tĩnh, không bị xáo trộn. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đã tăng cường an ninh và tổ chức đội ngũ hỗ trợ tại các địa điểm quan trọng để giúp duy trì trật tự. Đội ngũ này không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ mà còn hướng dẫn người dân và Phật tử về cách thức tham gia các hoạt động tu hành một cách văn minh, có trật tự. Nhờ đó, mọi người đều ý thức được rằng việc tham dự các buổi lễ không chỉ là một hoạt động tôn giáo mà còn đòi hỏi sự tôn trọng và kỷ luật cao sự hợp tác giữa chính quyền và gia đình đã mang lại hiệu quả rõ rệt các buổi lễ và khóa tu diễn ra trong không khí trang nghiêm yên bình người dân và phật tử đều thể hiện tinh thần tu học chân chính không còn những tình huống tụ tập lộn xộn như trước đây điều này không chỉ giúp tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc tu hành của sư minh tuệ mà còn góp phần vào việc giữ gìn trật tự công cộng và sự bình yên của cộng đồng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và gia đình sư minh tuệ đã đảm bảo rằng quá trình thực hành của ông được diễn ra xuân sẻ đà trong không gian yên bình và tôn trọng qua đó cả hai bên đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao không chỉ đối với sự tu hành của sư minh tuệ mà còn đối với sự ổn định và phát triển chung của cộng đồng những biện pháp này không chỉ có lợi cho cá nhân ông mà còn tạo ra một hình mẫu tốt về sự quản lý và hỗ trợ người tu hành trong bối cảnh hiện đại sư minh tuệ một vị sư tu hành theo con đường phật giáo nghiêm ngặt luôn duy trì các thực hành đạo đức và tinh thần cao cả điều này thể hiện rõ ràng qua cách sư đối xử bình đẳng với mọi người kể cả với gia đình mình đối với ông tất cả chúng sinh đều bình đẳng không có sự phân biệt về tình thân hay huyết thống điều này không chỉ là nguyên tắc tu hành mà còn là triết lý sống mà sư luôn tuân thủ. Sự bình đẳng trong cách đối xử của sư minh tuệ bắt nguồn từ những giáo lý căn bản của Phật giáo, nhấn mạnh việc buông bỏ sự dính mắc, không thiên vị và giữ cho tâm luôn thanh tịnh. Dù gia đình là những người thân yêu nhất, sư vẫn không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến các quy tắc tu hành. Sư không ưu ái gia đình hơn những người khác, luôn giữ khoảng cách và trung lập khi tiếp xúc với mọi người. Điều này giúp ông duy trì sự công bằng và không bị cuốn vào những ràng buộc cảm xúc, từ đó giữ được sự cân bằng tinh thần. Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong con đường tu hành của sư Minh Tuệ là sự tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt của truyền thống khổ hạnh trong Phật giáo. Khổ hạnh theo Phật giáo không phải là sự ép xác cực đoan mà là cách sống đơn giản, xa rời những cám dỗ vật chất và thỏa mãn cá nhân. Sư Minh Tuệ đã chọn con đường sống không sở hữu nghĩa là sư từ bỏ mọi tài sản và sự hưởng thụ để giữ cho tâm hồn được thanh tịnh và không bị sao lãng bởi vật chất ông chỉ giữ những vật dụng cần thiết nhất cho việc tu hành và điều này giúp sư luôn tập trung vào con đường giải thoát không chỉ dừng lại ở việc không sở hữu tài sản sư minh tuệ còn thực hành việc chỉ tìm kiếm thức ăn thông qua hình thức bố thí thay vì tự lo liệu hoặc phụ thuộc vào gia đình hay người thân, sư lựa chọn đi khất thực mỗi ngày để nuôi dưỡng thân thể. Đây là một truyền thống lâu đời trong Phật giáo, nơi các vị sư khất thực để nhận thức ăn từ lòng từ bi của những người dân. Việc khất thực không chỉ giúp người tu hành duy trì cuộc sống mà còn là cách để rèn luyện lòng từ bi, khiêm tốn và tinh tấn trong tu tập. Điều này nhắc nhở sư về tính vô thường của cuộc sống và giúp duy trì sự tỉnh thức, không bị ràng buộc bởi những ham muốn trần tục. Sự tuân thủ chặt chẽ những nguyên tắc khổ hạnh này của Sư Minh Tuệ đã nhận được sự ngưỡng mộ rộng rãi từ cộng đồng Phật tử và những người xung quanh. Họ không chỉ nhìn thấy một vị sư cống hiến tâm cho con đường tu hành, mà còn là một tấm gương sống về sự tận tụy và kiên định với các giá trị tinh thần. Người ta khâm phục ông không chỉ bởi kiến thức uyên bác về Phật Pháp, mà còn bởi chính sự khiêm nhường và đạo đức trong từng hành động của sư sư minh tuệ không bao giờ yêu cầu hoặc đòi hỏi bất kỳ sự đối đãi đặc biệt nào ngay cả từ gia đình sư luôn giữ sự bình đẳng trong mọi mối quan hệ và điều này càng làm nổi bật sự từ bi bác ái mà sư đã thấm nhuần trong quá trình tu tập dù người đối diện có là ai sư luôn tiếp đón bằng lòng từ bi và sự khiêm tốn không phân biệt sang hèn hay giàu nghèo qua sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc Phật giáo và cuộc sống khổ hạnh, sư Minh Tuệ đã thể hiện một tấm gương sáng về sự cống hiến và tận tụy với con đường tu hành. Sư không chỉ là một vị sư hành đạo mà còn là biểu tượng của sự hy sinh, tinh tấn và sự giữ gìn những giá trị đạo đức cao cả của Phật giáo. Sự ngưỡng mộ từ cộng đồng dành cho sư không chỉ đến từ những lời giảng dạy mà còn từ chính lối sống giản dị, thanh cao và lòng tận tụy tuyệt đối với các giá trị tâm linh công ty phát tâm thiên định tuệ, được cho là một tổ chức liên kết với sư minh tuệ, nhằm quản lý và bảo đảm không gian tịnh tu cho các nhà sư, đặc biệt là những người tu theo con đường khổ hạnh đầu đà, đang trở thành tâm điểm chú ý tại Gia Lai. Mục tiêu chính của công ty này là hỗ trợ và đảm bảo an ninh cho các nhà sư, bao gồm cả sư minh tuệ, trong quá trình thực hành tu tập, đặc biệt là khi họ đi theo con đường khổ hạnh nghiêm ngặt sống không sở hữu và phụ thuộc hoàn toàn vào lòng từ bi của người dân qua việc khất thực sự kết nối giữa công ty phát tâm thiên định tuệ và sư minh tuệ đã tạo ra những phản ứng khác nhau trong dư luận một số người cho rằng công ty này ra đời với mục đích tốt đẹp nhằm bảo vệ và hỗ trợ quá trình tu tập của các nhà sư nhất là trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày càng phức tạp và nhiều cảm bấy họ tin rằng thông qua việc đảm bảo an ninh các nhà sư có thể yên tâm tiếp tục hành trì và thực hiện những giá trị tâm linh cao quý mà không bị sao nhãng bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, cũng có không ít người bày tỏ lo ngại về mối liên hệ giữa công ty và gia đình của sư Minh Tuệ, đặc biệt là với anh trai của ông, anh Tuấn. Một số ý kiến cho rằng, anh Tuấn có thể đang lợi dụng danh tiếng và ảnh hưởng của sư Minh Tuệ để thu lợi cá nhân hoặc tạo dựng quyền lực trong cộng đồng. Những người này lo ngại rằng sự nổi tiếng của sư minh tuệ có thể bị biến thành công cụ để phục vụ lợi ích riêng thay vì giữ nguyên tinh thần thanh tịnh và khổ hạnh của đạo phật họ đặc biệt nhạy cảm với việc tạo ra bất kỳ hình thức thương mại hay tổ chức nào có thể làm tổn hại đến tinh thần giản dị và không dính mắc của sư minh tuệ tuy nhiên ngược lại có nhiều người tin rằng anh tuấn chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình với sự chân thành và lòng bảo vệ đối với em trai họ cho rằng trong bối cảnh sư minh tuệ ngày càng nổi tiếng việc giữ gìn sự an toàn cho ông là điều cần thiết bởi việc thu hút quá nhiều người dân và phật tử có thể dễ dàng dẫn đến những tình huống phức tạp về an ninh những người ủng hộ anh tuấn tin rằng anh đang thực hiện vai trò bảo vệ này với tâm ý trong sáng không có động cơ cá nhân nào khác ngoài việc hỗ trợ quá trình tu tập của em mình và các nhà sư khác. Một điểm tranh cãi lớn trong dư luận hiện nay là việc liệu Sư Minh Tuệ có thể tiếp tục thực hành khất thực và đi bộ hành như trước đây khi trở về Gia Lai hay không. Một số người cho rằng, với lượng người dân ngày càng đông đảo đi theo sư, việc này không chỉ gây khó khăn cho quá trình tu tập mà còn đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến an ninh sự quan tâm quá mức từ công chúng có thể làm mất đi sự yên tĩnh và thanh bình vốn là những yếu tố cốt lõi trong hành trình tu hành của sư minh tuệ những người lo lắng cho rằng việc khất thực sẽ không còn giữ được ý nghĩa tinh thần ban đầu nếu bị biến thành một hiện tượng xã hội nơi mà hàng trăm người dân kéo đến chỉ để nhìn ngắm hay theo dõi sư tuy nhiên những người ủng hộ lại tin rằng sư minh tuệ với tinh thần kiên định và sự thanh tịnh của mình có thể vượt qua mọi thử thách và tiếp tục con đường tu tập khổ hạnh họ cho rằng bất kể sự quan tâm của công chúng ông vẫn sẽ giữ vững được truyền thống khất thực và đi bộ hành bởi đó là những yếu tố cốt lõi trong hành trì của ông họ tin rằng sự hiện diện của công ty phát tâm thiên định tuệ chỉ là một hình thức bảo vệ cần thiết không ảnh hưởng đến quá trình tu tập của sư minh tuệ cuối cùng dù có những ý kiến trái chiều không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ và vai trò của anh Tuấn đã tạo ra một môi trường an toàn hơn cho sư Minh Tuệ và các nhà sư khác theo con đường khổ hạnh. Thời gian sẽ trả lời liệu những lo ngại của công chúng có chính đáng hay không, nhưng trong hiện tại, sự hỗ trợ từ công ty này đang giúp bảo vệ quá trình tu hành của họ môi trường phức tạp của xã hội hiện đại. Quý vị nghĩ như thế nào về sự việc này? Xin hãy để lại những lời cầu chúc an lạc nhất tới sư thầy Minh Tuệ ở phần bình luận dưới video này. Chúng ta hãy cùng hành nguyện theo con đường tu hành đúng đắn, theo chánh pháp của Đức Phật và nhìn theo bước chân không ngừng nghỉ của sư thầy Minh Tuệ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị cảm thấy thanh thản và được chữa lành khi nghe những chia sẻ trong video, xin hãy đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ những điều tốt lành này với gia đình và những người thân yêu của bạn để cùng theo dõi